Ruan Sanchez và Agit Kabazan đều có màn trình diễn ấn tượng trong đêm 23 tháng 12 năm ngoái tại Riyadh, đã được Hội đồng quyền Anh Thế giới ra lệnh so găng với nhau để tranh suất thách thức danh hiệu của cơ quan quản lý quyền Anh này, danh hiệu mà Tyson Fury đang giữ. Ruan Sanchez là ứng viên số 2 của WBC, còn Agit Kabazan được xếp thứ 4. Mặc dù Anthony Joshua là ứng cử viên số 1 của WBC, nhưng võ sĩ người Anh chỉ có thể đấu với Philip Govic để tranh đai IBF nếu người giành chiến thắng trong trận thống nhất giữa Tyson Fury và Oleksandr Usyk bị tước đai IBF vì một lý do nào đó. Cựu vô địch WBO Joseph Parker được WBC xếp thứ 3, nhưng võ sĩ người New Zealand có một trận đấu đầy thử thách vào đêm 8 tháng 3 với nhà vô địch tạm thời của WBO là Sanjay tại Kingdom Arena. Nếu Parker đánh bại Sanjay, võ sĩ người New Zealand với tư cách là nhà vô địch tạm thời của WBO sẽ bị loại khỏi bảng xếp hạng của WBC. Còn nếu Parker thua thì rất có thể võ sĩ người New Zealand sẽ bị rớt hạng trong WBC. Nếu Anthony Joshua và Joseph Parker bị loại khỏi cuộc tranh giành đai WBC thì một cuộc đọ sức hấp dẫn giữa Ruan Sanchez và Agit Kabazan sẽ quyết định kẻ thách thức bắt buộc tiếp theo cho danh hiệu WBC. Trong trường hợp người quản lý của hai võ sĩ này đạt được thỏa thuận với các ông chủ ở Ả Rập Saudi, cuộc chiến giữa Ruan Sanchez và Agit Kabazan có thể sẽ là một phần trong đêm quyền Anh được lên kế hoạch sơ bộ vào đầu tháng 6 tại Kingdom Arena. Tâm điểm trong chuỗi các trận đấu phụ làm nóng cho sự kiện chính tại sân đài T-Mobile Arena là trận bảo vệ hai đai vô địch hạng nặng của Ruan Sanchez trước thách thức Efe Asaba. Võ sĩ người Nigeria với nhiệt huyết của sức trẻ nhập cuộc mang theo niềm hy vọng lớn để làm hài lòng nhà quảng bá Bob Arum trong trận đầu tiên tranh đai trên võ đài chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự bình tĩnh từ nhà đương kim vô địch châu Mỹ của WBC và NABO của WBO, Ruan Sanchez là rào cản lớn cho tham vọng của Efe Asaba. Không cần tung đòn nhiều, nhưng mỗi lần tấn công là Ruan Sanchez gửi thông điệp mạnh mẽ đến đối thủ. Cả hai võ sĩ đều có đòn tay phải đáng gờm, nhưng Ruan Sanchez phát huy tốt hơn, giúp anh tích lũy điểm kỹ thuật từ những hiệp đầu tiên. Điểm nhấn xảy ra ở hiệp thứ 7 khi Efe Asaba dính đòn tay phải, và nếu không bị Ruan Sanchez tung đòn móc tay trái thì anh sẽ không phải ngã đài. Efe Asaba tấn công mạnh mẽ ở hiệp thứ 8, nhưng khi ép đối thủ vào dây đài thì nhận liền một combo phản đòn trái phải của Ruan Sanchez, buộc Efe Asaba muốn thắng thì chỉ còn giải pháp duy nhất là đòn hạ knockout Ruan Sanchez trong hai hiệp đấu còn lại. Nhiệm vụ mà võ sĩ người Nigeria đã không thể làm được để cuối cùng nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, khi tất cả trong ban giám khảo đều nhận định Ruan Sanchez chơi tốt hơn thông qua số điểm vượt trội 98-91, 97-92 và 98-91. Nếu như Efe Asaba nhận thất bại đầu tiên sau 16 lần thượng đài, thì cũng là lúc Ruan Sanchez bảo vệ thành công hai đai vô địch châu Mỹ của WBC và NABO của WBO, trong thời điểm võ sĩ người Cuba này thiết lập trận thắng thứ 19 trong 20 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp. Thành phố Bochum của nước Đức chứng kiến trận tranh danh hiệu hạng nặng của châu Âu còn bỏ trống giữa võ sĩ nước chủ nhà Agit Kabazan và Aron Smakisi đến từ Croatia. Trước khoảng 3.000 người ở khán đài, Kabazan chủ động áp sát, nhưng Smakisi mới thật sự nguy hiểm với những pha phản đòn. Kabazan lại chủ động áp sát nhưng chưa làm được gì thì dính loạt đòn phản công của Aron Smakisi khiến anh loạng choạng ngã vào dây đài. Trọng tài lập tức làm thủ tục, nhờ vậy mà Kabazan có những giây quan trọng để bình tĩnh lại. Đáp ứng yêu cầu của trọng tài, Kabazan tiếp tục dính những cú đấm của đối thủ nhưng vẫn sống sót ở hiệp thứ hai. Thậm chí, võ sĩ nước chủ nhà còn nổi bật ở những giây cuối khi tung ra loạt đấm chất lượng. Chính những cú đấm chất lượng ở những giây cuối của hiệp 2 mà Kabazan tự tin làm chủ hoàn toàn khi bước vào hiệp 3. Võ sĩ nước chủ nhà tung ra loạt cú đấm chính xác vào mặt khiến Smakisi xuống sức nhanh và chỉ có thể tung ra những pha phản công yếu ớt trước khi ngã đài. Dù đáp ứng yêu cầu của trọng tài, nhưng võ sĩ người Croatia cũng không duy trì được hết hiệp thứ 3 bởi những cú đấm chính xác liên tiếp mà Kabazan tung ra khiến trọng tài phải can thiệp khi hiệp 3 còn 27 giây. Có nghĩa là Agit Kabazan chính thức trở thành nhà vô địch mới ở hạng nặng của châu Âu trong lần thứ 23 võ sĩ này bước lên võ đài chuyên nghiệp. Trong lần thứ 24 bước lên võ đài chuyên nghiệp, Ruan Sanchez được thiết lập so găng với Scott Alexander. Trước cuộc chiến một ngày, đông đảo người hâm mộ cũng chứng kiến Ruan Sanchez và Scott Alexander xuất hiện đối mặt nhau trong buổi kiểm tra trọng lượng vào chiều 29 tháng 9. Khi Scott Alexander đạt 98,8 kg thì nhà vô địch châu Mỹ của WBC nặng 109,6 kg. Scott Alexander trở lại võ đài T-Mobile Arena sau 16 tháng kể từ khi bị Sanjay hạ gục chỉ sau 1 phút 54 giây.
Những tưởng võ sĩ 34 tuổi người Mỹ này lấy lại uy tín bằng trận thắng chóng vánh khi tung cú đấm tay phải vào một bên đầu khiến Branson Chep loạng choạng ngay trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, Scott Alexander đã lãng phí lợi thế tạo ra nên bị nhà vô địch châu Mỹ của WBC đảo ngược tình hình. Branson Chep sống sót sau đòn tấn công chất lượng của đối thủ và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước khi hạ gục Scott Alexander bằng đòn tay phải ở đầu hiệp 2. Kể từ đây, Branson Chep hoàn toàn kiểm soát trận đấu, buộc đội của võ sĩ này yêu cầu trọng tài Robert Hoy dừng trận đấu ngay sau hiệp thứ tư kết thúc để bảo vệ võ sĩ của mình trước khi quá muộn. Ngược dòng đánh Scott Alexander tả tơi sau khi sống sót ở hiệp đầu tiên, Branson Chep thiết lập 23 trận thắng, đồng thời tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu châu Mỹ của WBC. Agit Kabazem không được đánh giá cao như Aslanbek Mahmudov, nhưng võ sĩ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ cao to hơn mình. Nhà vô địch châu Âu tấn công rất tốt trong hiệp đầu tiên. Sự cơ động của Agit Kabazem giúp anh tránh được sức mạnh của Mahmudov, đồng thời Kabazem với tốc độ của đôi tay khiến đối thủ dính đòn. Mahmudov làm tốt hơn một chút trong hiệp 2 với các pha liên hoàn. Tuy nhiên, Kabazem vẫn nổi bật với những cú đánh chất lượng. Agit Kabazem tung cú đánh tầm cao cực mạnh và chính xác. Phát huy lợi thế, Kabazem tung thêm nhiều cú đấm quy lực khiến Mahmudov loạng choạng ngã vào dây đài. Không bỏ lỡ cơ hội, Agit Kabazem tấn công và hạ gục Mahmudov ở hiệp thứ tư. Võ sĩ gốc Nga đến từ Canada đứng dậy và tiếp tục bị trừng phạt bằng những cú đấm của Kabazem và ngã đài lần thứ hai. Một pha phối hợp từ Kabazem khiến Mahmudov bị hạ gục lần thứ ba và cuộc chiến kết thúc khi hiệp thứ tư còn 57 giây. Một đêm nổi bật của Agit Kabazem khiến Aslanbek Mahmudov nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng ấn tượng ở Riyadh giúp Agit Kabazem kéo dài chuỗi thắng trận lên con số 24. Sau thất bại bất ngờ trước Lucas Rao hồi tháng 6 năm 2022, Joe Nhoafa cũng tìm thấy chiến thắng trở lại vào tháng 10 khi hạ gục Percy Asafo ở hiệp đầu tiên. Chiến thắng đó giúp Joe Nhoafa tự tin đối đầu với đối thủ bất bại Branson Chep. Sự chuẩn bị của Joe Nhoafa khiến Branson Chep không thể giải quyết trận đấu trong những phút đầu tiên như dự kiến của võ sĩ bất bại người Cuba này. Tuy nhiên, Branson Chep tăng tốc từ hiệp đấu thứ 3 thì Joe Nhoafa bắt đầu lung lay. Nổi bật là cú hạ gục đầu tiên trong đêm ở hiệp thứ 6. Một đòn tay phải sau cú đâm khiến Joe Nhoafa ngã đài. Võ sĩ người New Zealand đáp ứng yêu cầu của trọng tài nhưng lại ngã đài khi bước vào hiệp thứ 7 bởi pha phối hợp của Branson Chep. Joe Nhoafa một lần nữa cho trọng tài Kevin Barker biết rằng anh vẫn đảm bảo sức khỏe để đi tiếp. Và lần thứ 3, Branson Chep khép lại màn trình diễn bằng đòn tay phải khiến Joe Nhoafa phải nhờ đến dây đài trước khi ngã xuống. Khi Joe Nhoafa chịu thất bại thứ 3 trong sự nghiệp thì Branson Chep thiết lập chuỗi 24 trận thắng liên tiếp và là trận thắng thứ 3 trong năm 2023 giúp Branson Chep bảo vệ thành công danh hiệu châu Mỹ của WBC cũng như danh hiệu WBO and IBO.